Đại Phụng đã canh nhân chương 1511, kế hoạch 1. Không hổ là sát tặc quả vị trong Phật môn nhị phẩm lấy chiến lực trứ danh, tuy so ra kém đặc tính của trấn quốc kiếm, nhưng dưới tình huống tích tiểu thành đại, cũng có thể khắc chế năng lực tự lành của siêu phàm võ phu. Nếu đơn đã độc đấu, ta không thắng được Atola, Ngọc Toái cũng chỉ có thể phản lại 60% thương tổn, giết địch 800 tự tổn hại 1.000, may mắn ta có dược sư pháp tướng. Hứa thất an lòng còn sợ hãi nghĩ. Cao thủ Phật môn 2 cộng 3, quả thực cường đại đến đáng sợ. Một đòn toàn lực của Tôn Sư Huynh, phối hợp ngọc toái của ta tạo thành thương tổn, A Tô La cho dù không chết, cũng không cấu thành uy hiếp nữa. Đại cục đã định. Cục sáng duy trì khoảng 20 nhịp thở, lực lượng hao hết, chậm rãi tiêu tán. Bóng người A Tô La ngồi xếp bằng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, cục sáng đánh ra một hố sâu, hắn chấp hai tay, ngồi ở trong hố. Áo cà sa trên người đã thiêu hủy, vị ấu tử tu la vương này làn da hầu như bị thiêu hủy hết, lộ ra máu thịt màu đỏ non, như sáp nóng chảy. Nhìn ghê người nhất là đầu hắn, máu thịt thiêu hủy, lộ ra đầu lâu cháy đen. Ngũ quan trên mặt giống như người sáp nóng chảy, vặn vẹo ở cùng một chỗ. Hốc mắt chỉ còn hai lỗ thủng cháy đen, trong mắt không thấy nữa. Ngọc toái của hứa thất an trực tiếp phá kim thân Atola, cũng đánh trọng thương tạng phủ của hắn. Cho dù hắn kịp thời thi triển thiền công chống đỡ, pháo kích, nhưng dưới tình huống trạng thái không tốt, đối mặt một đòn toàn lực của tam phẩm thuật sĩ, vẫn khó có thể may mắn thoát khỏi. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Thân hình hứa thất an dung nhập bóng ma, lại từ trong bóng lưng Atola toát ra. Thái Bình đao chém xuống. Không còn kim cương thần công thêm vào, lấy trạng thái bây giờ của Atola, thân thể không ngăn được sự sắc bén của Thái Bình đao. Chỉ cần chém đầu lại giao cho tôn huyền cơ phong ấn a tola đối mặt chỉ có con đường sinh cơ hao hết triệt để ngã xuống này thùng 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 lúc này hứa thất an nghe thấy tiếng trống tiếng trống dày đặc nặng nề tuy trong lòng kinh ngạc nhưng cái này cũng không gây trở ngại thái bình đao chém xuống ken tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai thái bình đao chém ra một mảng đống lửa nó chưa thể chặt đầu a tola bị đối phương vương bàn tay ngăn trở một bàn tay đen sì như mực làn da bốc cháy của atola nhanh chóng tái sinh xương sọ đầu tiên là bị máu thịt đỏ non bao trùm tiếp đó bị một tầng làn da đen sì bao vây trong vòng mấy hơi thở thương thế atola khôi phục hết đồng thời tướng mạo cũng biến đổi hẳn cả người hắn đen như mực tựa như ác ma trong vực sâu rất lâu chưa phóng thích lực lượng huyết mạch rồi lâu đến mức ta sắp quên mình là chiến sĩ mạnh nhất tu la tộc trong tiếng thở dài atola bấm tay bắn ra Thái Bình đao suýt nữa thoát ly tay hứa thất an. Thẳng đến lúc này, hứa thất an mới ý thức được tiếng trống dày đặc kia là tiếng tim đập của Atola. Cái này. Nhìn thấy Atola bộ dáng này, con ngươi hứa thất an hơi phóng đại, lộ ra vẻ mặt cực kỳ chấn động, cực kỳ ngạc nhiên. Hắn thất thố như thế, không phải vì sợ hãi Atola cường đại. Mà là hắn từng thấy một người khác có được loại làn da tù trưởng châu Phi này. Pháp tướng đen sì của thần thù lực lượng huyết mạch đây là lực lượng huyết mạch tu la tộc vậy thần thù là thần thù là tu la tộc là tu la vương đây là suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu hứa thất an nếu thần thù là tu la tộc nhân như vậy phù hợp thân phận của hắn đại khái chỉ có vị tu la vương kia trong truyền thuyết bị phật đà lấy phong ma đinh phong ấn trấn áp ở dưới a lan đà thánh sơn nhưng trong truyền thuyết vị tu la vương kia đã sớm thân tử đạo tiêu về phần có thể là Atula tộc nhân khác hay không, hứa thất an cho rằng không có khả năng, lý do rất đơn giản, sau khi Tu La Vương chết, kế thừa danh hiệu Atola là con trai út của Tu La Vương. Cái này nói rõ Atola là chiến sĩ mạnh nhất Tu La tộc. Lấy cái này phỏng đoán, thần thù nếu là Tu La tộc nhân, vậy nửa bước võ thần hắn chỉ có thể là Tu La Vương. Thần thù là Tu La Vương, Tu La Vương cùng vạn yêu quốc chủ là nhân tình, cửu vĩ hồ là con gái Tu La Vương, cùng a tô la là huynh muội hứa thất an ở trong lòng nói thầm một tiếng thú vị rồi nha nhưng trong đó vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc không thể giải thích một điểm chủ yếu nhất chính là vấn đề tuyến thời gian căn cứ hứa thất an hiểu biết tu la tộc quy thuận phật môn ít nhất là chuyện một ngàn năm trước thậm chí lâu hơn mà sáu mươi năm trừ yêu xảy ra ở năm trăm năm trước nói cách khác tu la vương hẳn là ở một ngàn năm trước đã ngã xuống vậy chuyện thần thù là tu la vương liền có chút kỳ quái thử nghĩ tu la vương nếu là quy y phật môn phật môn khẳng định tuyên dương khắp nơi ghi vào kinh phật chiêu cáo tín đồ thiên hạ lấy cái này tạo dựng uy tín phật môn mà sẽ không tuyên dương tu la vương bị phật đà đại từ đại bi tiêu diệt đúng rồi giao dịch thần thù cùng phật đã có một vụ giao dịch không muốn ai biết hứa thất an giật mình mơ hồ nắm bắt được cái gì nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều khí tức atola tản mắt ra càng thêm khủng bố khiến cả nam pháp tự bao phủ ở trong một tầng bóng ma chiều cao chính thức làn da đen xì, cơ bắp cuồn cuộn lên từng khối lại thêm xương lông mày lồi lên tướng mạo xấu xí atola lúc này tựa như chiến thần trong địa ngục đi ra dưới xương lông mày gồ lên đôi mắt sắc bén kia sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi hứa thất an từ trong ánh mắt này thấy được khát máu tàn bạo chiến đấu tu la tộc là chiến sĩ trời sinh. A-di-đà Phật Đừng nói hứa thất an, ngay cả tăng nhân nam Pháp tự cũng có chút không thích ứng trạng thái của A-tô-la lúc này. Bọn họ dừng kết trận, vừa niệm tụng Phật hiệu, vừa lui về phía sau. A-tô-la lâm vào trạng thái cuồng bạo, đặc thù lớn nhất chính là lục thân bất nhận. Hứa thất an cầm thái bình đao, tập trung tinh thần đề phòng, đồng thời ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, tôn huyền cơ bắt đầu ngưng tụ phát pháo kích thứ hai. Nếu thần thù chính là Tu La Vương, như vậy A Tô La biết được việc này hay không? Nếu hắn không biết, ta có lẽ có thể nhân cơ hội xúi dục hắn. Hứa thất an giật mình, truyền âm nói. Ngươi có biết phong ấn trong tháp là ai không? Ma Tăng. A Tô La đáp lại hắn, thanh âm không còn trẻ tuổi thuần hậu nữa, lộ ra lạnh lùng nhìn xuống tất cả. Nếu ta nói cho ngươi, hắn là phụ thân ngươi, Tu La Vương, A Tô La một thế hệ trước thì sao? Hứa Thất an truyền âm nói: Đúng lại như thế nào, vừa vào Phật môn, tứ đại giai không? A Tô La thản nhiên nói: Vẹn vẹn thù giết cha. Nhìn thấy A Tô La như vậy, Hứa Thất an nhớ tới ngày đó nữ tử Phong Hoa Tuyệt Đại Bồ Tát Lưu Ly, từ Tây vực đến kinh thành, lúc giúp Hứa Bình Phong bắt hắn từng nói: Vừa vào Phật môn, tứ đại giai không? Trong lòng hắn phát lạnh. Nếu lúc trước thực để Lưu Ly Bồ Tát thành công, tình huống của hắn sẽ không tốt hơn so với Atola bao nhiêu. Bong bong. Ngón tay Atola bắn ra vuốt sắc tối đen, tỏa ra ánh sáng âm u, bóng người hắn theo đó biến mất, tựa như truyền tống, đột phá đến trước mặt hứa thất an. Thật nhanh. Trong con người hứa thất an chiếu ra gương mặt xấu xí của Atola, bản năng chiến đấu nhanh hơn tự hỏi, chém ra thái bình đao. Phúc. Máu tươi màu vàng sẫm bắn tung tóe, tay cục tính cả thái bình đao cùng nhau rơi xuống lực lượng sát tặc quả vị phối hợp thể phách tu la của hắn, kim cương thần công hoàn toàn không chống đỡ được. Hứa thất an hướng bên phải nhảy ra, chống một cánh tay, lộn một cú thật đẹp. Trong quá trình, hắn vừa nhặt lên cái tay cục, vừa phát động ngọc toái, mang thương thế trả cho Atola, cũng đánh gãy tiết tấu tiến công của gã. Cánh tay phải đen xì của Atola xuất hiện một vết cào thấu xương, nhưng chưa thể xé rách cánh tay. Gã dùng sức nắm tay, để cơ bắp cánh tay phải gồ lên, Thương thế nháy mắt phục hồi như cũ. Năng lực ngọc toái hạ xuống rồi, không đến 50%. Hứa Thất An lòng trầm xuống, sau đó dung nhập bóng ma. Vị trí hắn vốn đứng thẳng, bóng người cao lớn của Atola đột ngột xuất hiện, nắm tay phải đánh ra, mục tiêu chính là đầu của Hứa Thất An. Hứa Thất An xuất hiện ở cách mười mấy trượng, hướng phía bên phải chém ra Thái Bình đao. Đinh. Đống lửa bắn tung tóe, vừa vặn chém trúng ngực Atola đột nhiên xuất hiện đồng thời hứa thất an chém ra một đao dung nhập bóng ma lần nữa biến mất không thấy hắn xuất hiện ở phía dưới tháp phong ấn đinh đống lửa bắn tung tóe hứa thất an lại một lần thi triển bước nhảy bóng ma biến mất tây viện to lớn hai người lấy một loại phương thức quỷ dị chiến đấu khi thì xuất hiện ở đông khi thì xuất hiện ở nam có khi chỉ nghe thấy tiếng đinh thấy đống lửa tung tóe mà nhìn không thấy người hứa thất an cũng không phải võ phu thô bỉ chỉ biết vùi đầu nắm giữ thất tuyệt cổ, hắn có được kỹ năng đủ hoa mỹ. Trước lợi dụng pháp thuật, di tinh hoán đấu, che giấu khí tức, sau đó bằng vào bước nhảy bóng ma dây dưa, Atola không thể phán đoán hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, cho dù bằng vào tốc độ đáng sợ truy kích, cũng mãi không thể liệu địch tiên cơ, mãi chậm một nhịp. Nhưng có khuyết điểm như vậy, hắn phải không ngừng nhảy, không ngừng nhảy, một khi chậm lại, ví dụ như nhân cơ hội phá hư tháp phong ấn, sẽ bị Atola bắt được. Mà Tháp Phong Ấn bao phủ 68 thiền sư kết thành trận pháp, cho dù là hắn cũng không cách nào dễ dàng phá hư. Ầm. Ừ. Cục sáng chói mắt giáng xuống lần nữa, chiếu sáng lên Nam Pháp tự. Tôn Huyền Cơ lần pháo kích thứ hai đến, nhưng mục tiêu không là Atola nữa, mà là Tháp Phong Ấn. Phành phành. Trắc trắc. Ánh sáng vàng bao phủ ở tầng ngoài Tháp Phong Ấn lại loãng đi vài phần, mái ngói tan vỡ, thân tường rạn nứt, chịu phá hoại thật lớn cuộc sáng sau đó biến mất tôn huyền cơ khống chế phù đồ bảo tháp lên không trung tích tụ lực lượng chuẩn bị lần đã kích tiếp theo lúc này thuộc tính tương khắc giữa hệ thống liền bày ra đổi thành vu thần giáo vũ sư hoặc là đạo môn siêu phàm ở đây tôn huyền cơ tuyệt đối không dám bay cao như vậy hai kẻ đó đều có năng lực triệu hồi sấm sét nhưng hệ thống vật môn thủ đoạn quỷ quyệt khó lường lại cực ít có pháp thuật thao túng thiên địa lực có hai lần nữa thì có thể đánh vỡ thác phong ấn hứa thất an âm thầm phấn chấn. Vốn nếu là bản thân Tôn Sư Huynh ra trận, phá vỡ trận pháp dễ như trở bàn tay, nhưng Tôn Sư Huynh hiển nhiên là kiên kỵ Atola, không dám xuống dưới. Truy đuổi chiến tiếp tục, thẳng đến lần thứ ba pháo kích chuẩn bị xong, miệng pháo phun ra cột sáng đường kính một mét, tấn công tháp phong ấn lần nữa. Nam Pháp tự lại một lần bị ba ngày bao phủ. Lúc này, hứa thất an phát hiện Atola không thấy đâu nữa. Gã chưa truy kích hứa thất an cùng lúc đó atola xuất hiện ở trên pháo đài hắn tránh được trận pháp cảm ứng tôn huyền cơ bố trí ở chung quanh vô thanh vô tức xuất hiện ở trên pháo đài lấy độ cao pháo đài siêu phàm võ phu không thể làm được vô thanh vô tức giáng xuống trời cao không thể so với mặt đất có điểm mượn lực võ phu có thể bằng vào sức bật đáng sợ trong khoảng cách ngắn có thể so với truyền tống trời cao không có điểm mượn lực võ phu ngự không tốc độ chậm động tĩnh lớn không thể gạt được một vị tam phẩm thuật sĩ càng miễn bàn pháo đài phóng xạ ra trận pháp cảm ứng. Nhưng có một chỗ là trận pháp cảm ứng không thể bao trùm, là tôn huyền cơ không thể nhận ra. Đó chính là cột sáng nòng pháo bắn ra. A tô la ngược cột sáng, dết lên pháo đài. Lúc này, làn da đen xì của hắn trải rộng vết cháy, bốc khói, tản mát ra mùi thịt nướng cháy khét. Lúc này, gã cách tôn huyền cơ, chỉ có không đến ba trượng. Mà tôn huyền cơ bây giờ, là bản thể, không phải con rối thế thân. Tình huống chết chóc. Bốt. Atola tung một cú đấm, giống như đạn pháo ra khỏi nòng, xé rách không khí. Trên pháo đài sáng lên ánh sáng trận pháp, huyển hóa ra phòng ngự đại trận dạng mai rùa. Nhưng ở trong một quyền bá đạo tuyệt luân của Atola, giống như sụp đổ thành vụn ánh sáng. Kim cương thần công của hứa thất an còn ngăn không được, huống chi vẹn vẹn trận pháp thủ hộ. Ngay lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt Tôn Huyền Cơ, hắn giang hai cánh tay, đón nhận nắm tay của Atola. Hứa Thất An Nắm tay đen sì ở ngay sau đó xuyên qua ngực Hứa Thất An, mang trái tim hắn nháy mắt chấn thành thịt vụn. Lúc này, Tôn Huyền Cơ rốt cuộc làm ra ứng đối, trong tay áo hắn trượt ra một khẩu súng cải tạo, bước ngang một bước từ phía sau Hứa Thất An lướt ra, nhắm ngay ngực Atola, bóp cò súng. Trận văn khắc nổi trên khẩu súng nháy mắt sáng lên, một cái đinh màu vàng sẫm bắn nhanh đi. Ở khoảnh khắc Tôn Huyền cơ bóp cò súng, hứa thất An phát động ngọc toái, khiến ngực Atola sụp xuống ra vết thương máu thịt mơ hồ, phá vỡ thân thể không thể phá vỡ của gã. Phốc. Phong ma đinh xuyên qua ngực Atola. Ánh mắt sắc bén của gã hơi tan rã, ngạc nhiên cúi đầu, nhìn cái đinh màu vàng sẫm khảm vào chỗ trái tim. Làn da đen xì như thủy triều thối lui, Atola lão đảo lui về phía sau, ôm ngực khí tức tục xuống như nhảy vực thành công rồi hứa thất an và tôn huyền cơ đồng thời phun ra một hơi đây là kế sách bọn họ trước đó đã thương lượng sẵn đối mặt một vị nhị phẩm tu la thêm tam phẩm kim cương hứa thất an cùng tôn huyền cơ còn chưa tự đại đến mức có thể dễ dàng giải quyết đối phương nhiệt huyết chiến đấu khẳng định không được còn phải phối hợp mưu kế nhất định phong ma đinh là đòn sát thủ của bọn họ chỉ có thứ này có thể làm bị thương nặng võ phu suy yếu chiến lực đối phương dùng tốt thậm chí vượt qua trấn quốc kiếm sự thật chứng minh quả thật như thế nếu hứa thất an lần nữa cầm trấn quốc kiếm có thể chế địch hay không trước không nói thanh thần binh trấn quốc đại phụng này phải vĩnh viễn ở lại nam cương atola cường đại không phải tam phẩm võ phu có thể ứng đối khả năng bị cướp đi binh khí cực lớn ở trong kế hoạch của hứa thất an cùng tôn huyền cơ atola khẳng định sẽ nghĩ mọi cách giải quyết tam phẩm thuật sĩ có thể dễ dàng phá trận mà cơ thể yếu ớt của thuật sĩ sẽ làm võ phu sinh ra lơi lỏng nhất định. Cho nên phong ma đinh phải do tôn huyền cơ tự tay đánh ra. Phiêu lưu duy nhất chính là tôn sư huynh cũng phải gánh vác nguy cơ ngã xuống. Nhưng trận pháp truyền tống của hệ thống thuật sĩ giảm bớt phiêu lưu đi rất nhiều, hứa thất an ở sau khi phát hiện Atola biến mất, kịp thời lập tức, bóc nát ngọc phù truyền tống. Điểm truyền tống đã sớm bố trí trước đó, ngay tại trên pháo đài, ngay tại phía trước tôn huyền cơ hứa thất an chịu đựng ngược đau đớn bóp cổ a la mang theo hắn nhảy xuống pháo đài quay cùng rơi xuống tôn sư huynh phá giải phong ấn hứa thất an hét lớn trong quá trình rơi xuống a la gầm nhẹ triển khai quyền cước biên cùng công kích hứa thất an phốc 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 nắm tay khuỷu tay đầu gối các bộ vị hóa thành vũ khí sắc bén nhất đánh hứa thất an mất đi kim cương thần công nhiều chỗ gãy xương máu thịt bắn tung tóe nhưng rất nhanh lực lượng atola bắt đầu suy yếu khí tức vận chuyển như thường nhưng mỗi một lần vận khí công kích đều sẽ khiến ngực hắn đau đớn tứ chi vô lực ván đầu hoa mắt những khí cơ kia vốn ở trong kinh mạch thẳng đường lưu chuyển lúc này lại tạo thành gánh nặng thật lớn đối với thân thể sao mùi vị phong ma đinh không tệ chứ hứa thất an nhổ ra một bãi nước bọc dính máu cười dữ tợn nói tim chính là đứng đầu ngũ tạng không có nó một thân tu la tinh huyết này của ngươi nên vận chuyển như thế nào? hắn càng rỡ cười to, hút đầu một cái đánh mạnh vào trán Atola, hút cho gã nổ đom đóm mắt, hai mắt trắng giả. khi võ phu chiến đấu, một thân tinh huyết vận chuyển dựa hết vào trái tim, khi nó dừng vận chuyển máu, đại não sẽ thiếu oxy, máu trong cơ thể cản trở, tứ chi vô lực, đau khổ trong đó, trong lòng hứa thất an biết rõ, sinh mệnh lực cường đại của siêu phàm võ phu khiến hắn sẽ không chết nhưng thống khổ là lúc nào cũng có. May mà hắn lúc trước luyện thần cảnh, mang nguyên thần rèn luyện cực kỳ cường đại, sức mạnh ý chí kiên định, chưa bị thống khổ dày vò sụp đổ. Mỗi một vị siêu phàm võ phu đều có tính dẻo dai đáng sợ. Hít sâu một hơi, vết thương xuyên qua ngực, thương thế các nơi quanh thân nhanh chóng phục hồi như cũ, hứa thất an triển khai phản kích, quyền cước khuỷu tay đầu gối, bộ phận cứng rắn của thân thể hóa thành vũ khí, vừa rồi A-Tô-La đánh hắn như thế nào, hắn liền đánh trả như thế đó. Phành phành phành. Trong tiếng nổ vang thanh thúy như pháo, máu tươi từ trên người Atola không ngừng bắn tung tóe. Con út Tu La Vương hai mắt đỏ rực, trong cổ họng phát ra rít gào như giả thú, dốc sức phản kháng, lại khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Bên kia, Tôn Huyền cơ nhẹ nhàng đáp ở đỉnh tháp, dưới chân sáng lên một trận pháp hình tròn, từng tầng kéo xuống, 12 trận pháp hình tròn mang Phật tháp chia làm 12 phần đều đều ngay sau đó sáu đạo trận pháp trên chuyển động theo chiều kim đồng hồ sáu đạo trận pháp dưới chuyển động ngược chiều kim đồng hồ ầm 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 phật văn bao trùm ở tầng ngoài tháp phong ấn màu vàng lần lượt nổ tung cái này không phải bạo lực phá hủy mà là thủ đoạn phá trận cao minh hơn từ trên căn bản tan rã phật văn hình thành đại trận phong ấn tăng nhân nơi xa xem cuộc chiến nhìn một màn này sắc mặt đều dạy ra mờ mịp giống với vừa rồi Bọn họ xem không hiểu trận siêu phàm chiến biến ảo khó dò này. Hai tên ngoại tặc này, có thể ép Atola Tôn Giả mở ra lực lượng huyết mạch, đã là chiến tích tuy chết vẫn vinh. Sự thật quả thật như thế, đối mặt Atola Tôn Giả mở ra lực lượng huyết mạch, vị kim cương không biết chi tiết kia liên tiếp bại lui, hốt hoảng né tránh. Thuật sĩ trên bầu trời chỉ dám co đầu rút cổ bắn lén. Nhưng, ở sau khi Atola Tôn Giả dết lên pháo đài, tình huống xoay chuyển nhanh chóng, ngoại tặc kim cương không biết là thần thánh phương nào kia đảo khách thành chủ, đánh Atola tôn giả không chút sức chống trả. Hơn nữa cái này không phải là nhất thời may mắn chiếm được thượng phong, bọn họ có thể rõ ràng phát hiện khí tức Atola tôn giả nhanh chóng ngã xuống. Kết, kết trận. Lão hòa thượng da mép rung rung, dùng tiếng tây vực quát. Mau mau kết trận, giúp Atola tôn giả chém giết ngoại địch, thủ hộ Phật tháp. Muốn chết hai chân hứa thất an dẫm ở ngực a tô la đồng thời vung thái bình đao vù thái bình đao gào thét lao đi hóa thành một mảng hào quang màu vàng sẫm như cá bơi linh hoạt sen kẻ tung hoành ở giữa các tăng nhân nơi nó đi qua các thiền sư ùn ùn ngã xuống hoặc đầu bay lên hoặc nửa thân trên cùng nửa thân dưới chia lìa hoặc chỗ hai đầu gối bị chặt đứt chỉ có số ít tứ phẩm thiền sư thời khắc mấu chốt thi triển thiền công phật quan hộ thể ngăn trở ánh đao cắt ở quá khứ chiến lực siêu phàm, Thái Bình Đao biểu hiện bình giống với tên của nó, thậm chí có chút kéo chân sau, nhưng không đại biểu nó không mạnh. Chủ yếu là chủ nhân đối mặt kẻ địch vị cách quá cao, nó một cây đao nát nho nhỏ vừa sinh ra linh trí không lâu khó có thể phát huy tác dụng mang tính quyết định. Nhưng trong khoảng thời gian này ôn dưỡng ở trong long khí, nó càng thêm sắc bén. Đã dần dần trưởng thành, có thể ở trong siêu phàm cảnh phát huy tác dụng thật lớn. Mà trước mắt đối phó đám thiền sư này, không thể nói bổ dưa thái rau, chỉ có thể nói cắt đậu phụ. Kết trận tại chỗ. Một lão hòa thượng riết gào. Các thiền sư lập tức làm ra ứng đối, mấy người, hoặc là hơn 10 người ngồi xếp bằng tại chỗ, kết thành thiền trận. Quả nhiên chặn được thần binh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi này, khiến nó khó có thể phá vỡ tầng tầng lớp lớp hộ thể kim quang, nhưng như vậy cũng khiến các tăng nhân vô lực viện trợ Atola, ngăn cản tôn huyền cơ phá trận trong tiếng xà gỗ gãy rắc rắc trong tiếng viên gạch phân tán tầm ầm tòa tháp phong ấn này không chống đỡ được nữa sụp xuống tôn huyền cơ mượn điều này thấy rõ cảnh tượng trong tháp trung ương tầng thứ nhất nền bát giác dùng vàng đúc trên nền là một đài sen vàng đúc mặc kệ nền hay là hoa sen đều khắc rậm rạp phật văn thuộc về một bộ phận trận pháp phong ấn nhưng bây giờ những phật văn này ảm đạm biến thành khắc văn thuần túy không có thần dị nữa. Trên đài sen, bày cái đùi mạnh mẽ thon dài, có đường nét cơ bắp mượt mà. Nó bị phong ấn ở nơi đây 500 năm, nhưng không có chút dấu hiệu héo rũ suy kiệt, tư sống tựa như hai chân của người sống. Tháp phong ấn tổng cộng 3 tầng, mỗi một tầng đều rất nhiều thiền sư ngồi xếp bằng. Theo Phật tháp sụp xuống, những thiền sư này duy trì tư thế ngồi xếp bằng, ùng ùng rơi xuống, cho dù từ trên cao rơi xuống, bọn họ vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, chưa thức tỉnh, chưa kháng cự. Tôn huyền cơ mở ra túi thơm, nhắm ngay đôi chân kia. Túi thơm khí xoáy tụ cuồn cuộn, dễ dàng mang hai chân hút vào trong đó. Sau đó, hắn nhìn lướt qua các thiền sư ngã trái ngã phải, giống như bức tượng, hơi do dự, bỏ qua ý tưởng mang những thiền sư này chém tận giết tuyệt. Ở trước khi hai bên đối địch giao thủ, những thiền sư này ở trong mắt tôn sư huynh là người vô tội. Hắn không thể thuyết phục bản thân tàn sát người vô tội. Cho dù tương lai có một ngày, những thiền sư này sẽ là kẻ địch của hắn, nhưng đó là chuyện tương lai, thực đến lúc đó, hắn giết địch cũng sẽ không nương tay. Hảo Tôn huyền cơ lời ít mà ý nhiều hét lớn một tiếng, dưới chân dân lên hào quang, truyền tống về pháo đài. Pháo đài nở rộ hào quang, sau đó biến mất ở trong trời đêm nặng nề. Thấy thế, hứa thất an không do dự, quyết đoán cắt đứt combo đối với Atola, nhìn chầm chầm phù đồ bảo tháp bay lên trời, Thái Bình Thái Bình đao gào thét mà quay về, để chủ nhân đạp ở trên sóng đao, một người một đao xé gió bay đi. Không phải hứa thất an nhân từ nương tay, Atola trúng một cây phong ma đinh khí tức giảm xuống, nhưng không đại biểu người con út tu la vương này phế đi, hắn vẫn như cũ là siêu phàm cảnh. Mà võ phu là có tiếng khó chết, mảnh thân thể thần thù đã lấy đi, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi đây, chậm thì sinh biến. Nam Pháp tự trải qua một phen đại chiến hơi hỗn độn, phá hoại chủ yếu tập trung ở tây viện khu vực còn lại trừ hứa thất an chém ra một đao kia mang hơn phân nửa nam pháp tự xuyên qua cơ bản không bị lan đến nữa a ngồi xếp bằng ở trên quảng trường không có một viên gạch lành lặn bối cảnh là phật tháp sụp xuống thành phế tích da hắn không đen sì nữa nhưng cũng không phải màu vàng sẫm chỉ kim cương có vòng lửa sau đầu tắt lúc này hắn thoạt nhìn càng giống một tăng nhân bình thường hơn nhiều lắm chỉ là xấu ơi là xấu cái đinh màu vàng sẫm lẳng lặng nằm ở trước người hắn. Atola tôn giả, đương nhiên nắm giữ bí pháp phá giải phong ma đinh, cũng có thực lực này. May mắn chỉ là một cây phong ma đinh vào cơ thể, tuy khiến thực lực hắn bị hao tổn, nhưng không đến mức biến thành phế nhân, còn có dư sức tự nhổ. Nếu là 9 cây phong ma đinh đều đánh vào trong cơ thể, hắn cũng chỉ có thể quay về A-Lan Đà xin giúp đỡ từ các Bồ Tát cùng La-Hán. Một vị lão tăng dẫn dắt mười mấy đệ tử tiến vào Tây Viện. Các đệ tử dừng lại tại chỗ, lão tăng chậm rãi tiến lên, hai tay chắp lại. A-tô-la-tôn-giả, mảnh thân thể ma tăng bị đoạt, nên làm thế nào cho phải? Vị lão tăng này mặt đầy nếp nhăn, thân hình khô gầy như củi, là chủ trì Nam Pháp tự bàn niệm đại sư. 109 tuổi Phật môn hiện nay, ở trong mắt đệ tử bình thường, người Đức cao vọng trọng phần lớn là bối phận chữ bàn, hướng lên trên một thế hệ là lứa chữ độ, tăng nhân lứa chữ độ hoặc là thành tựu siêu phàm hoặc là sớm hóa thành đất vàng cường giả lĩnh vực siêu phàm thì không phải đức cao vọng trọng có thể hình dung bổn tọa sẽ nói cho Quảng hiền bồ tát a tô la ngồi xếp bằng nguy nga vô hỷ vô bi bàn niệm chủ trì gật đầu thanh âm già nua khàn khàn nói cần phái đệ tử trong môn lùng bắc yêu tộc cảnh nội thập vạn đại sơn hay không phật môn ở nam cương kinh doanh nhiều năm binh hùng tướng mạnh cao thủ đông đảo cường đại hơn xa so với yêu tộc bằng không cũng không cách nào thống trị thập vạn đại sơn a tô la lắc lắc đầu truyền lệnh các thành tích trữ lương thảo dược liệu gia cố tường thành chặt cây mở đường bàn niệm chủ trì sợ hãi cả kinh ý tứ của ngài là những mệnh lệnh này mỗi một cái đều là dùng cho thời kỳ nạn đói cùng chiến loạn thập vạn đại sơn sản vật phong phú lấy không hết dùng không cạn không tồn tại vấn đề nạn đói Đáp án chỉ có một. Atola vẽ mặt trang nghiêm, giữ tư thế hai tay chấp lại. Nam yêu ẩn nhẫn 500 năm, âm thầm tích tụ lực lượng, cũng đến thời cơ ngốc đầu trở lại. Việc này, ta sẽ liên hệ với A Lan Đà bên kia. Thập vạn Đại Sơn đã vào bản đồ Phật môn, vĩnh viễn không thay đổi. Lần này, chúng ta sẽ triệt để đánh tan ký số Nam yêu. Bàn niệm chủ trì phun ra một hơi, hỏi ra nghi hoặc vẫn quấy nhiễu như cũ kim cương mới vừa giao thủ cùng ngươi là ai a hỏi ngược lại siêu phàm võ phu đại phụng tu hành kim cương thần công hơn nữa có liên quan với ti thiên giám còn có thể là ai trong đầu bàn niệm chủ trì hiện lên một cái tên hứa thất an là hắn bàn niệm chủ trì vẻ mặt phức tạp vô cùng đau đớn nói kẻ này không ngờ trưởng thành đến bực này có thể mang hắn thu vào phật môn lỡ cơ duyên lỡ mất cơ duyên to lớn nha giọng điệu đã chán ghét lại tiếc hận. Bên trong thung lũng, lửa trại hừng hực. Miêu Hữu Phương cùng Hồng Anh hộ pháp, Thanh Mục hộ pháp, Bạch Viên hộ pháp, cùng với hơn 10 bộ chúng yêu tộc nâng cốc vui vẻ, vừa múa vừa hát, chúc mừng hành động viên mãn chấm dứt. Thuốc nổ của đại phụng quả nhiên danh bất hư truyền, nổ thực sướng. Một vị mã yêu vỗ ngực, phấn chấn nói, hận không thể mang người Tây vực tận diệt, cứu ra các đồng tộc trong nước sôi lửa bỏng. Hồng Anh hộ pháp vội vàng nâng chén, lần hành động này thuận lợi hoàn thành, hứa ngân la và miêu đại hiệp công không thể không có, để chúng ta nâng chén kính khách quý đường xa mà đến một chén. Nói hai ba câu, liền mang miêu hữu phương đỡ đến trung ương vũ đài, trở thành tiêu điểm tầm mắt của đám yêu. Miêu hữu phương nghe từng tiếng miêu đại hiệp, người chưa say, tâm say trước. Quá khen quá khen. Miêu hữu phương chắp tay, cất cao giọng nói. Gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, là việc bổn phận của nhân sĩ Trung Nguyên ta. Các vị tuy là yêu tộc, nhưng nhiệt tình thẳng thắn ở trong mắt miêu mổ, đáng giá kết giao hơn xa so với đại bộ phận nhân tộc. Miêu mổ kính các vị một chén. Cùng lúc ngửa đầu uống rượu, nhìn lướt qua mấy vị nữ yêu ngực to eo nhỏ, dung mạo xinh đẹp. Không biết yêu tộc ở phương diện nam nữ hoang ái cởi mở hay không? Ta mạo hiểm tính mạng ở trong thành ném thuốc nổ khắp nơi, bọn họ an bài mấy nữ yêu thị tẩm hẳn là không quá phận chứ, theo hứa ngân la lăn lộn thật sự là tốt. Miêu hữu phương miên mang bất định. Lúc này, hắn phát hiện bạch viên hộ pháp cách đó không xa, đôi mắt trong suốt xanh thẳm, sáng quắc nhìn chằm chằm mình. Không ổn. Trong lòng miêu hữu phương rùng mình, adrenaline tăng vọt, nếu để con hầu yêu này nói ra suy nghĩ trong lòng bản thân mới vừa rồi, như vậy, như vậy hắn sẽ biến thành lý linh tố kế tiếp đến lúc đó chỉ có thể ôm mặt mà khóc trời thập vạn đại sơn. Ngay tại thời điểm mấu chốt này, Hồng Anh hộ pháp vứt bỏ bát trụ trong tay, bổ nhào về phía viên hộ pháp, vồ nó gục ngã, hai tay gắt gao bịp cái môi dày của đối phương. Ngươi đừng làm mất hứng. Hồng Anh hộ pháp báo cho biết. Bạch viên hộ pháp quật cường nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Năng lực của hắn đã vượt qua phạm trù tứ phẩm, không phải là mình muốn khống chế thì có thể khống chế. Thấy thế, Thanh Mục Hộ Pháp im lặng không lên tiếng sách gậy chống dây leo. Bạch Viên Hộ Pháp liếc gậy chống một cái, yên lặng gật đầu. Hồng Anh Hộ Pháp lúc này mới buông tay. Bạch Viên Hộ Pháp kéo xuống gốc áo, che khuất hai mắt của mình, cũng đưa lưng về phía mọi người. Nếu như vậy, tiếng lòng mọi người ở đây vẫn có thể truyền vào trong tay hắn, nhưng hắn lại không thể phân biệt những tiếng lòng đó thuộc về ai. Miêu Hữu Phương nhẹ nhàng thở ra, dùng sức cầm tay Hồng Anh Hộ Pháp, tình chân ý thiết nói hồng anh hộ pháp bằng hữu cả đời trong hang đá dùng đang dược tôn huyền cơ cho sau khi điều tức một chút khí tức hứa thất an trở về đỉnh phong a tô la đáng sợ hắn không phải tam phẩm có thể đối phó hứa thất an lòng còn sợ hãi nói hứa lan không sao là tốt rồi dạ cơ ở bên bưng trà đưa nước vẻ mặt đau lòng chờ hứa thất an uống nước xong nàng nói bộ phận mảnh thân thể này của thần thù đại sư lại có thể giúp hứa lan nhổ hai cây phong ma đinh. Cứ như vậy, chàng liền chỉ còn một cây phong ma đinh cuối cùng. Chúc mừng, chúc mừng. Bạch cơ nâng lên hai cái móng vuốt nhỏ, chắp tay. Bên cạnh tôn huyền cơ nghe vậy, khẽ gật đầu. Rất. Dạ cơ đang nghe truyện trên TV audio CV mỉm cười nhìn hắn, chờ rồi chờ, không đợi được thứ tiếp sau, có chút mờ mịt nhìn lại tình lang. Lúc này, tôn huyền cơ mới nói tốt rất tốt dạ cơ mắt đăm đăm nhìn hứa thất an bỗng nhiên rõ hắn lúc trước vì sao phải mời bạch viên hộ pháp giúp tôn huyền cơ nói chuyện quen là được hứa thất an truyền âm nói một câu nhìn về phía tôn huyền cơ tôn sư huynh mang mảnh thân thể thần thù thả ra đi tôn huyền cơ tháo xuống túi thơm treo ở bên hông cởi bỏ nhẹ nhàng đổ huỵch, hai cái chân rơi ra Hứa thất an đánh giá đôi chân đường công cơ bắp mượt mà, quay đầu nhìn về phía phù hương. Không có tàn hồn. Hắn chưa ở trong đôi chân này cảm nhận được nguyên thần dao động. Dạ cơ giải thích. Phong ấn 500 năm, đại sư đang ngủ say, cần dùng tinh huyết mới có thể tỉnh lại, không nhiều, một giọt là đủ rồi. Nhưng không cần tinh huyết của hứa lan, dùng của ta là được. Tôn huyền cơ nhìn quét hang đá một vòng, tự lực cánh sinh tìm được giấy và bút mực thân thể hai cánh tay cùng hai chân đều có đầu đâu đầu hẳn là ở a lan đà bị phật đà tự mình trấn áp hứa thất an nhớ tới lời của cánh tay trái tà ác kia trong phù đồ bảo tháp bây giờ thần thù đại sư liền thật là hình thiên rồi nha từng còn phải phối cho hắn một bộ triều và khiên hắn nói thầm trong lòng hứa lan hôm nay còn chưa biết nguyên thần trong bộ phận tàn thể này thiện hay ác để ta hướng nương nương bẩm báo kết quả trước phù hương làm việc vẫn là ổn trọng thỏa đáng như vậy. Hứa thất an từng một tiếng. Dạ cơ lập tức lấy ra lư hương hồ ly, châm hương đen, đợi sau khi làng khói bay lên, nàng dùng sức hít vào xoan mũi. Trong nháy mắt, ý chí cường đại sống lại ở trong cơ thể nàng, mắt trái tràn đầy hào quang dạng sương khói. Cửu vĩ thiên hồ chưa nói gì, ánh mắt nhìn chầm chầm hai cái chân trên bàn. Cửu vĩ thiên hồ nhìn đôi chân của thần thù, mắt trái tràn đầy hào quang như hơi nước, khiến người ta không thể thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, nhưng nàng vẫn duy trì tư thế tập trung nhìn, thật lâu không hề động đậy. Cách một lúc, giọng nói mềm mại đáng yêu của riêng cửu vĩ thiên hồ cười duyên nói: Ta năm đó nhỏ tuổi, tuy chưa giao thủ với a -tô la nhưng biết rõ hắn cường đại. Nói thật, lòng tin của ta đối với ngươi có thể mang về mảnh thân thể thần thù, không đủ năm thành. Đó là bởi vì ta không phải là võ phu thuần túy. Hứa thất an thản nhiên nói. Cửu vĩ thiên hồ cười duyên, khanh khách, vương tay trái vuốt ve má bên phải, thản nhiên nói. Ta càng ngày càng vừa ý tiểu tử này. Dạ cơ, ngươi nói bổn tọa mang tỉ muội các ngươi hết thảy ban cho hắn, như thế nào? Trong lòng dạ cơ trầm xuống, nương nương câu này ý tứ là. Ta càng ngày càng vừa ý hắn, muốn cho hắn làm phò mã vạn yêu quốc. Lấy thực lực hứa lan, tuyệt đối đã thuộc loại nhân vật giai tầng đỉnh phong cửu châu, nương nương muốn phục quốc, phải mời chào nhân tài, nhìn trúng hắn cũng không kỳ quái hắn hoàn toàn có năng lực cùng sự tự tin này trong lòng dạ cơ là kháng cự bởi vì bây giờ hứa thất an là nam nhân của nàng nếu nương nương thật sự coi trọng hắn vậy địa vị của mình chỉ sợ cũng thành một nha hoàng của hồi môn tuy yêu tộc không để ý danh phận nhưng yêu là thật sự yêu cho dù là nương nương công khai cướp đi nam nhân nàng yêu nàng vẫn sẽ có oán khí cùng bất mãn hơn nữa trừ bạch cơ bảy tiện nhân yêu diễm kia ai cũng có sức quyến rũ độc đáo, khẳng định hết sức câu dẫn hứa lan. Tỉ muội của phù hương à, ai cũng thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô. Hứa thất an giật mình, sau đó nhịn không được liếc con cáo nhỏ màu trắng một cái, thất vọng lắc đầu, vật nhỏ này không tính. Cửu vĩ thiên hồ đi đến trước đôi chân thần thù, nâng tay, nhẹ nhàng đặt ở trên cẳng chân. 500 năm qua, ta không có lúc nào là không vắt hết ốc, mưu tính như thế nào cởi bỏ phong ấn của hắn, mưu tính như thế nào dẫn dắt nam yêu đoạt lại cố thổ một ngày này rốt cuộc không xa nữa nương nương ngươi đừng chỉ nói không tính nha không có ảnh chụp của các nàng tốt xấu cho cái phương thức liên lạc hứa thất an thuận thế hỏi nương nương tính khi nào khởi sự dẫn dắt tinh binh yêu tộc đoạt lại thập vạn đại sơn cửu vĩ thiên hồ trầm ngâm một phen nhẹ nhàng nói chờ ta quay về cửu châu liền đánh thức thần thù xuất binh thảo phạt người tây vực bắt sống Atola, để hắn cởi bỏ một cây phong ấn cuối cùng của ngươi. Gom đủ toàn bộ cơ thể thần thù trừ đầu, sau đó, tiến công A Lan Đà. Còn muốn tiến công A Lan Đà, đoạt lại đầu thần thù sao? Nếu như vậy, già la thụ Bồ Tát còn có thể tiếp tục phối hợp Vân Châu tấn công Trung Nguyên sao? Hứa thất an chuyển động ý niệm, âm thầm phấn chấn hẳn lên. Nương nương khi nào quay về Cửu Châu? Hắn hỏi. Còn cần một ít thời gian, lúc đó, ta sẽ để đám người giả dạ cơ âm thầm triệu hồi yêu tộc rải ở các nơi của cửu châu tập kết binh mã cần thời gian hứa thất an hơi gật đầu chuẩn bị chiến sự không phải trò đùa nương nương ngươi có biết thần thù là tu la vương không hứa thất an tung ra một tin tức có thể so với thuốc nổ sắc mặt tôn huyền cơ cùng giả dạ cơ đột nhiên biến đổi cửu vĩ thiên hồ chậm rãi nói thẳng đến chiến tranh phật yêu kết thúc ta mới biết được hắn là tu la vương ngay cả thân phận lão cha ruột của mình cũng không biết. Xem ra năm đó thần thù và vạn yêu quốc chủ cố ý che giấu. Hứa Thất An lại hỏi vậy trên người ngươi cũng có tu la tinh huyết? Nhưng vì sao thanh một hộ pháp nói ngươi là cửu vĩ thiên hồ huyết thống thuần khiết? Cửu vĩ hồ bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng quắc chăm chú nhìn hắn. Một hồi lâu sau mới khẽ cười nói hứa ngân la sự án như thần danh bất hư truyền, thoáng sơ sẩy nền tảng cũng sắp bị ngươi thăm dò rõ rồi dừng một chút nàng thở dài nói ta không phải là cửu vĩ thiên hồ huyết thống thuần khiết bổn tọa trời sinh tám đuôi năm đó là mẹ dùng ảo thuật che mắt yêu chúng để bọn họ cho rằng ta là cửu vĩ thiên hồ huyết thống thuần khiết trong giai đoạn cuối chiến tranh phật yêu mẹ tự biết chạy trời không khỏi nắng mang linh quẩn của người chia ra bộ phận rót vào trong cơ thể ta ta là được linh quẩn của người mới ép ra máu tu la hóa thân cửu vĩ thiên hồ thuần khiết cũng là lúc ấy bổn tọa mới biết thân phận thật sự của thần thù hứa thất an bừng tỉnh đại ngộ cho nên nương nương ra biển tìm kiếm đồng tộc là vì huyết mạch thuần khiết đời tiếp theo cửu vĩ thiên hồ gật gật đầu lại lắc đầu cười tủng tỉm nói nếu là thấy vừa mắt liền kết thành bạn lữ mang về cửu châu giúp đỡ ta khôi phục vạn yêu quốc nếu chướng mắt liền giết đoạt linh uẩn chuẩn bị cho con nối dõi tương lai của ta bây giờ sao ta càng có khuynh hướng thứ sau hơn nhưng đại dương vô biên vô hạn đảo rất nhiều hải ngoại còn có cửu vĩ thiên hồ hay không ta bây giờ cũng không dám khẳng định hứa thất an lại từ trong câu này của nàng lấy ra hai yếu tố trung tâm một cửu vĩ thiên hồ đối với tạo phản không có nắm chắc quá lớn cho nên ra biển tìm kiếm đồng tộc muốn mời chào vào dưới trướng hai bởi vì biển rộng tìm kim kế hoạch này tính không xác định quá lớn nàng tự như đã thay đổi ý tưởng có tính toán mới thấy nói chuyện được kha khá rồi, dạ cơ vội hỏi. Nương nương, bộ phận cơ thể này của thần thù đại sư, thiện hay ác? Nàng luôn quan tâm sau khi đánh thức mảnh thân thể thần thù, nó nguyện ý phối hợp hứa thất an phá giải phong ma đinh hay không? Cửu vĩ thiên hồ hơi trầm ngâm, nói. Thật ra rất dễ phỏng đoán, cánh tay phải phong ấn ở dưới tan bạc, tính cách ôn hòa từ bi, cánh tay trái trong phù đồ bảo tháp, tàn bạo khát máu, thân thể thì hào sản thẳng thắng, như vậy tính cách cái chân này, liền bài trừ toàn bộ kể trên. Có lẽ không dễ sống chung, nhưng không đến mức tà ác tàn bạo. Các ngươi tự quyết định đi. Nói xong, hào quang như hơi nước ở mắt trái giả cơ tiêu tán, nàng đi rồi. Hứa Thất An cùng Tôn Huyền Cơ nhìn nhau, người trước lấy ra phù đồ bảo tháp, Thái Bình đao cắt pháp khí, người sau ăn ý vẽ trận pháp. Phàm là trận pháp cần tam phẩm thuật sĩ dùng từng nét bút để phát họa, vậy tuyệt đối là đại trận kinh thế chờ tôn huyền cơ khắc xong trận pháp ở dưới hứa thất an ra hiệu dạ cơ tự chủ ngón cái tì vào ngón út ép ra hai dọc tinh huyết nhỏ ở trên đôi chân máu tươi nháy mắt bị mảnh thân thể thần thù hấp thu khoảng khắc đôi chân này sống lại chúng nó đột nhiên từ trên bàn bạc lên chân trái hướng trên khuôn mặt yêu mị như hoa của dạ cơ đá bay chân phải thì tập kích bụng dạ cơ khẽ biến sắc nhanh nhẹn lui về phía sau ông ông Hai cái chân bị một vách ngăn ánh sáng dâng lên ngăn trở, đó là trận pháp tôn huyền cơ khắc họa địa vi lao. Hai cái chân của thần thù ở trong hang đá chạy lung tung khắp nơi, chân trái đi sang trái, chân phải hướng sang phải, sau khi phát hiện chia lìa lẫn nhau, chân trái vội vàng chạy sang phải, chân phải vội vàng tới bên trái. Sau đó, phành một tiếng va vào nhau, song song ngã xuống. Chúng nó cố gắng muốn bảo trì phối hợp, bảo trì đồng bộ, nhưng mỗi lần bởi vì ý tưởng khác nhau mà thất bại đây là nhân cách loại hình biểu diễn của thần thù người mê đoàn siết thú hứa thất an hơi há hốc mồm kinh ngạc ngây người vẻ mặt tôn huyền cơ cùng dạ cơ tương tự với hắn cùng lúc kinh ngạc cũng đang cố gắng nhịn cười thần thù đại sư hứa thất an ho khang một tiếng cắt ngang hai cái chân biểu diễn hai chân thần thù ngừng lại bị hứa thất an hấp dẫn ngay sau đó chúng nó bộc phát ra ý chí chiến đấu tràn đầy như là chiến sĩ bất khuất đánh về phía hứa thất an. Chân phải bay lên trời, đạp thẳng mặt hứa thất an, chân trái thì không để ý võ đức tập kích hạ bộ hứa thất an. Hứa thất an mặt không biểu cảm vương hai tay, phân biệt túng mắt cá chân của hai bên chân. Hai chân thần thù nhất thời bị kiềm chế, mặt cho dãy dụa cũng không cách nào giải thoát. Hai bên giằng co một lát, tàn hồn thần thù truyền đạt ra ý niệm. Tiểu tử, sự cường đại của ngươi chiếm được ta tán thành tiền bối bị phong ấn 500 năm, trạng thái suy yếu mà thôi. Hứa thất an buông ra mắt cá chân, chắp tay nói, vãn bối hứa thất an, cùng ngài có sâu xa rất lớn. Ta cảm ứng ra, trong cơ thể ngươi có bộ phận thân thể của ta. Thần thù ngạo nghệ nói, nhưng, cái này sẽ không trở thành lý do ta nương tay, đợi ta trạng thái khôi phục, liền tìm ngươi tử đấu. Ngươi là một đối thủ không tệ, tinh huyết trong cơ thể cũng rất làm người ta thèm. Nhân cách hiếu chiến "Ừm, thần thù là Tu La Vương, mà Tu La tộc trời sinh hiếu chiến, đôi chân này kế thừa là bộ phận ý chí hiếu chiến kia của thần thù." Hứa Thất An nháy mắt đã hiểu. "Ta có thể giúp tiền bối khôi phục trạng thái, làm điều kiện trao đổi, ngươi phải giúp ta giải phong ma đinh trong cơ thể." Đôi chân thần thù đánh giá hắn, cười nhạo nói. "Có thể, đối thủ càng cường đại, ta càng hưng phấn." "Chờ ta phá giải phong ma đinh, liền mang thân thể ném ra." Cho hai người cào xé Hứa thất an nhìn về phía tôn huyền cơ Trước mang tiền bối một lần nữa phong ấn đi Chỉ trạng thái trước mắt của đôi chân thần thù Căn bản không có lực lượng thay hắn nhổ phong ma đinh Chờ tôn huyền cơ phong ấn xong đôi chân thần thù Đặt vào rương gỗ Hứa thất an hỏi Công sư huynh kế tiếp có ý tưởng gì Tôn huyền cơ nâng bút viết Đi Thanh Châu trợ giúp thủ quân Hắn liếc dạ cơ một cái Lại viết có chuyện muốn cầu cô nương dạ cơ vội nói tôn sư huynh cứ dặn dò tôn huyền cơ viết trên giấy ta muốn mang đi viên yêu không có lý do gì đặc biệt chính là thấy hắn tư chất không tệ muốn nhận đồ đệ dạ cơ liếc hứa thất an một cái người sau nói viên hộ pháp có tác dụng gì đặc thù dạ cơ lắc đầu cười nói đây là chuyện tốt bên trong thung lũng lửa trại hừng hực tôn huyền cơ khoanh tay đứng viên hộ pháp không tình nguyện đứng bên cạnh dạ cơ dẫn dắt bầy yêu trong cốc đưa tiễn viên hộ pháp cũng không phải là tiểu yêu là có địa vị nhất định biết được viên hộ pháp sắp theo thuật sĩ ti thiên giám đi xa trung nguyên bầy yêu vạn phần không muốn trưng trưng đưa tiễn hồng anh hộ pháp hai mắt đỏ bừng viên hộ pháp ta nghe nói đại đa số nhân tộc bụng dạ hẹp hòi ngươi sau khi đi trung nguyên nhớ rõ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm mặc dù có tôn sư huynh che chở ngươi nhưng ngươi không thể phóng túng bản thân. Bạch viên hộ pháp mặt không biểu cảm. Thanh một hộ pháp chống gậy tiến lên, vỗ vỗ bả vai viên hộ pháp. Người trẻ tuổi là nên xông pha cho tốt, thập vạn đại sơn quá nhỏ, không chứa nổi ngươi. Trung nguyên nhân kiệt địa linh, văn minh tập trung. Đi xông pha một phen là mới có lợi, nhưng nhất định phải trở về, lá rụng về cội, nam cương mới là nhà của ngươi. Bạch viên hộ pháp mặt không biểu cảm. Miêu Hữu Phương cũng lên trước, vỗ vỗ bả vai viên hộ pháp. Trung Nguyên gặp. Bầy yêu đều đưa lên cảm nghĩ ly biệt, hai mắt rưng rưng, lưu luyến chia tay. Tôn Huyền cơ thấy tương đối rồi, hướng hứa thất an gật đầu một cái, bàn tay đè bả vai viên hộ pháp, một luồng hào quang dâng lên, bao lấy hai người, biến mất trong thung lũng. Trên bầu trời, pháo đài không ngừng truyền tống nhảy đi, Tôn Huyền cơ đứng khoanh tay, tràn đầy phong phạm cao nhân, hắn nhìn chầm chầm viên hộ pháp, Viên hộ pháp ánh mắt xanh thẳm trong suốt nhìn hắn, nói Lòng tôn sư huynh đang hỏi ta, vì sao vừa rồi lạnh nhạt như thế, không cáo biệt với các đồng tộc. Tôn huyền cơ hài lòng gật đầu, tỏ vẻ đây là thứ mình muốn hỏi. Viên hộ pháp trầm mặt một phen, nói Lòng hồng anh nói cho ta biết, con kỹ chết tiệt này rốt cuộc đi rồi, thành bỉ nương chi duyệt nhỉ, tối nay vui vẻ uống suốt đêm, chúc mừng một phen. Không đợi tôn huyền cơ làm ra phản ứng, hắn tiếp tục nói lòng thanh một hộ pháp nói cho ta biết con kỹ chết tiệt rốt cuộc đi rồi hắn nếu không đi lão hủ liền khí tiết tuổi già khó giữ được lòng tiểu yêu khác nói cho ta biết đi mau đi mau tôn huyền cơ trợn mắt há hốc mồm hắn bỗng ý thức được mình mang đi viên hộ pháp có lẽ không phải một chuyện tốt thành thanh châu bạch sa quận thích quảng bá leo lên tường thành nhìn xuống thành trì tứ bề báo hiệu bất ổn Vân Châu quân vừa mới đánh hạ thành thị lớn nhất biên giới này, từ đó, phòng tuyến chính quận huyện biên giới Thanh Châu luyện thành bị nhổ triệt để, nhét vào khu vực Vân Châu quân thống trị. Sĩ khí Vân Châu quân rất phấn chấn, nhưng thích quảng bá thân là chủ soái lại không có chút vui sướng. Triệu tập tướng lĩnh các bộ, đến ủng thành bàn việc. Thích quảng bá trầm giọng nói. Vâng. Phó tướng đeo mã tấu, sải bước rời khỏi. Bạch sa quận, ủng thành thích quảng bá mặt giáp, khoác áo khoác màu đỏ tươi, đứng ở trước bản đồ Thanh Châu dùng cái giá dựng lên, chuyên chú nhìn. Sau lưng hắn là tướng lĩnh các doanh vân châu quân, cơ huyền mặt giáp, hồng đeo chiến đao, ngồi ở vị trí đầu bên trái. Các tướng lĩnh vẻ mặt thoải mái, tuy giữ yên lặng, nhưng mặt mày đều hiện ra sự vui mừng. Ngắn ngủn ba ngày, dỗ chính huyện biên giới Thanh Châu, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến thứ nhất, để đại quân có địa bàn phía sau củng cố ánh mắt thích quảng bá không rời bản đồ thản nhiên nói các vị tâm tình không tệ nha xuất quân đại thắng tối nay không ngại say mềm một hồi các tướng lĩnh sửng sốt im lặng nhìn nhau không có ai sủa bậy thích quảng bá dặn dò phó tướng bên cạnh nói nói về tình huống trong thành phó tướng đứng dậy nhìn quét các tướng bên cạnh bàn trầm giọng nói thủ quân thanh châu trước khi rút lui đã thiêu hủy lương thảo trong các nơi kho lương trong thành đồng thời mang lượng lớn chăn bông, vải vóc tập trung đốt cháy. Mặt khác, phú hộ, thương nhân, gia đình giàu có trong thành đã sớm bỏ chạy, hôm nay trong bạch sa quận, chỉ có dân chúng nghèo khổ cùng lưu dân bụng đói kêu vang. Chính tòa huyện thành khác đều là như thế. Cái gì? Các tướng lĩnh cả kinh. Phó tướng tiếp tục nói. Trước đó, nhà môn thanh châu bố chính sứ đã hạ lệnh vườn không nhà trống, thông trang ngoài thành, 10 chỗ thì trống tới chính, không vơ vét được chút lương thực nào. Thích quảng bá đưa lưng về mọi người cảm khái nói. Hay cho một tên dương cung, nhân từ không cầm quân được, không ngờ hắn đối với dân chúng càng ác hơn. Các vị bây giờ còn có tâm tình uống rượu không? Các tướng lĩnh lặng lẽ. Bọn họ là đánh hạ phòng tuyến biên giới Thanh Châu, có cứ điểm hậu phương, nhưng cũng cố hay không, khó nói. Cơ huyền trầm ngâm nói. Dương cung ngay từ đầu đã không tính tử thủ chính quận huyện biên giới, hắn sớm rút phú hộ chỉ để lại lưu dân cùng dân nghèo là tính mang cục diện rối rắm này giao cho chúng ta thích quảng bá ngón tay gõ gõ bản đồ thanh châu gật đầu nói thanh châu ngang dọc vạn dặm là có không gian cho hắn trằn trọc xê dịch vì sao phải tử thủ biên giới hôm nay viện binh triều đình chưa tới hắn lựa chọn dây dưa với chúng ta mà không tử chiến là cách làm chính xác một chiêu gậy ông đập lưng ông này dùng hay lắm lúc công thành bạc trại hận chỉ mong đối phương tình cảnh càng tệ càng tốt tốt nhất hết đạn cạn lương lưu dân khắp nơi nhưng một khi chiếm lĩnh thành trì phản quân cần phải làm là duy trì ổn định nếu là những địa phương này xuất hiện rối loạn ngược lại thành cản trở đương nhiên nếu chỉ lấy cướp bóc làm mục đích những thứ này có thể xem nhẹ cùng lắm thì mang người giết sạch loại tình huống này chỉ áp dụng cho lúc ngoại tộc xâm lược phản quân vân châu muốn tụ lại lòng dân chiếm đại nghĩa thì không tiện làm như vậy hắn muốn dùng dân nghèo cùng lưu dân kéo sập chúng ta, hừ, vừa lúc lần này công thành dân binh thương vong gần hết, những kẻ này đều là nguồn mộ lính vô cùng tốt. Một vị tướng lĩnh nói, bất cứ kế sách nào cũng có tính hai mặt. Cơ huyền liếc hắn, nói, dương cung vườn không nhà trống, đốt cháy lương thảo, không để lại một hạt gạo cho chúng ta, áp lực vật tư chiến tranh bên ta sẽ tăng gấp bội. Đây là đang đao cùng cắt thịt, chậm rãi tiêu hao nội tình của chúng ta đương nhiên chúng ta cũng không sợ là được mục đích của dương cung rất rõ ràng muốn ở thanh châu tận khả năng suy yếu thực lực phản quân tướng lĩnh đang ngồi đều là người thông minh kinh nghiệm phong phú không khó nghĩ thông suốt vấn đề này thích quảng bá thản nhiên nói quốc sư chuẩn bị nhiều năm nội tình thâm hậu há là thanh châu nho nhỏ có thể tiêu hao vừa lúc có thể mượn điều này tuyên dương thanh danh nghĩa quân chúng ta các tướng lĩnh nhìn nhau cười thích quảng bá nói Căng binh tây vực cũng nên ra sân rồi ta đã phái người đi xin chỉ thị quốc sư thanh châu bố chính sứ ti hậu viện bàn tròn trong phòng bày đầy món ngon lệ na cùng hứa linh âm nằm úp sấp ở trên bàn ăn uống thả sức mặc hai thầy trò cùng một hình dáng phòng thành bánh bao hàng ngày ăn cá ăn thịt khô ta vào nhà vệ sinh cũng phải ngồi rất lâu lệ na không chút gánh nặng tâm lý nói lời thô bỉ tuy nàng có ngũ quan xinh xắn trên thuyền thiếu rau quả tươi mới. Sư phụ, con có thể ị được. Hứa Linh âm lớn tiếng tuyên bố, tỏ vẻ mình lợi hại hơn so với sư phụ. Chúng ta cần để lại cho nhị Lan Huynh để chút hay không? Lệ Na ngoài miệng nói như vậy, tốc độ nuốt thức ăn lại càng nhanh hơn. Ở trên đường ngồi thuyền tới Thanh Châu, thụ nghiệp ân sư trương thận của hứa nhị Lan, còn có Lý Mộ Bạch tìm tới cửa, trước một bước mang đệ tử đến Thanh Châu. Hứa Nhị Lan đương nhiên không có khả năng để Lệ Na và Linh Âm ở lại trên thuyền, liền cùng nhau lên đường. Nhị Oa, Nhị Oa không đói bụng. Hứa Linh Âm cứng rắn định nghĩa cho Hứa Nhị Lan. Không đói bụng, vậy thì không có cách nào nữa. Lệ Na nghiêm túc nói. Phòng nghị sự của bố chính sứ ti. Hứa Nhị Lan bưng lên chén trà lại, nhấp một ngụm nước trà nóng bỏng, duy trì lặng lẽ ở bên cạnh nghe. Vị trí đầu bàn dài gỗ lê, thanh châu bố chính sứ dương cung mặc áo bào đỏ ngồi đó vị tử dương cư sĩ xuất thân vân lộc thư viện văn danh truyền khắp trung nguyên này đã gầy đi rất nhiều hắn đã năm ngày chưa ngủ khuôn mặt vỏ vàng khó nén được nét mệt mỏi nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như cũ tinh thần kiên cường dẻo dai như cũ giống như có lực lượng vô cùng vô tận thế cục thanh châu trước mắt là như thế biên giới không thể giữ được dương cung chấm dứt diễn thuyết thao thao bất tuyệt cầm lấy chén trà thấm ướt cổ họng nghiêng đầu nhìn về phía trương thận. Cẩn ngôn ý như thế nào? Hai vị cùng trường ngàn dặm xa xôi tới đảm nhiệm phụ tá, trương thận chủ tu chính là binh pháp, là nhân tài dương cung đang cần gấp. Trương thận gật đầu nói. Nếu là ta, sẽ không để đám thương nhân phú hộ, thân hào vọng tộc kia rời khỏi, phản quân nhất định sẽ lựa chọn lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, ngày phá thành, chính là lúc bọn họ cửa nát nhà tan. Không muốn cửa nát nhà tan, vậy hỗ trợ tử thủ thành trì, như thế mới có thể tiêu hao binh lực phản quân thật lớn. Nhưng, đây là ở dưới tình huống triều đình có viện binh. Tử Kim, ngươi biện pháp chiếc trung này, làm không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía đệ tử đắc ý, mang ý kiểm tra, cười nói. Từ cựu, ngươi tới phân tích cho các vị một lần về thế cục Thanh Châu. Thanh Châu tri phủ, đô chỉ huy sứ, đề hình án sát sứ, cùng với quan văn, võ tướng dưới trướng bọn họ đều nhìn tới, Hứa tân niên cũng không lúng cuốn, thẳng lưng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Bản quan cho rằng, Thanh Châu có thể thủ bao lâu, nên thủ như thế nào, đầu tiên các vị đại nhân phải rõ ba điểm. Một, hoàn cảnh của Vân Châu. Vân Châu khí hậu ẩm ướt ấm áp, đất đai màu mỡ, từng nhà đều có lương thực dư, hơn nửa tựa lưng biển cả mênh mông, ruộng muối vô số. Trong 20 năm qua, nghịch đảng âm thầm ăn mòn thủy vận nha môn của triều đình, âm thầm đổi vận quảng sắc vô số muối sắc lương thực đều không thiếu nơi giàu có và đông đúc như thế dương bố chính sứ muốn dùng lưu dân và dân nghèo kéo sập đối phương như muối bỏ biển mà thôi vậy theo ý tứ hứa đại nhân sách lực của dương bố chính sứ không ổn thanh châu tri phủ cao mày hứa tân niên lắc đầu sách lực của dương bố chính sứ tự nhiên sẽ không mắc lỗi nhưng trọng điểm phải biến đổi không cần nghĩ kéo sập bọn họ mà là phải liều hết tinh nhuệ của bọn họ hắn nhìn phía sau dương cung Bản đồ hai châu thanh, Vân Kỳ dán ở trên tường, trầm giọng nói. Chúng ta một lần nữa trở lại Vân Châu, mọi người còn nhớ rõ biệt xưng Vân Châu không? Phỉ Châu Từ cao tổ hoàng đế bắt đầu, Vân Châu bị nghịch đảng tiền triều chiếm cứ, hóa thân sơn phỉ, làm hại một phương. 600 năm qua, nạn giặc cướp Vân Châu mãi không hiểu giải quyết. Các vị đại nhân còn nhớ, một lần trước làm lại hoàng sách, Vân Châu có bao nhiêu dân cư không? Các quan viên nhìn nhau, không ai biết. Bọn họ là quan Thanh Châu, chuyện Vân Châu, bọn họ sao có khả năng biết. Đầu ngón tay dương cung gõ gõ mặt bàn, có chút bất mãn đảo qua các quan lại, chậm rãi nói. Một lần cuối cùng, là năm nguyên cảnh thứ 30, dân chúng Vân Châu ghi lại trong danh sách 83 vạn hộ, dân cư khoảng 350 vạn. Đây là số liệu 8 năm trước. Hứa nhị lan chắp tay, sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói. Nếu nhớ không lầm, mỗi lần làm lại hoàng sách, dân cư Vân Châu đều đang giảm mạnh. Đây là nạn trộm cướp hoành hành trả giá. Lúc này, các quan viên đã hiểu hắn muốn nói cái gì. Dân cư hạn chế số lượng quân đội của bọn họ, hơn nữa trong mấy chục năm qua, luyện binh nuôi quân đều là lén lút tiến hành. Nắm tay hứa nhị lan nhẹ nhàng gõ mặt bàn một phát, thanh âm hùng hồn khí phách. Sĩ tốt tinh nhuệ không đủ, chính là sơ hở lớn nhất của nghịch đảng. Không để ý trả giá tất cả, tận lực tiêu hao hết tinh nhuệ của bọn họ, đây mới là điều chúng ta phải làm. Có lý. Mọi người chậm rãi gật đầu. Trương Thận Dương cung cùng Lý Mộ Bạch, ba người nhìn nhau cười. Hứa Tân Niên Vương hai ngón tay, nói. Hai, chiến lực. Chiến lực siêu phàm cảnh là nhân tố không thể bỏ qua trong một hồi chiến tranh, có đôi khi, một vị siêu phàm cường giả thậm chí có thể xoay chuyển thắng bại trong chiến dịch thường quy. Hắn sở dĩ dùng chiến dịch thường quy, là vì trên đời này tồn tại chiến dịch loại siêu lớn ví dụ như chiến dịch sơn hải quan loại chiến tranh đó càng quét các thế lực lớn của cửu châu một vị siêu phàm cường giả rất khó xoay chuyển chiến cuộc không phải siêu phàm không đủ mạnh mà là cao thủ siêu phàm vào sân quá nhiều không hiếm lạ nữa đương nhiên nếu là siêu phẩm hoặc là nhất phẩm võ phu cấp bậc như vậy lại bàn luận riêng lý mộ bạch đột nhiên hỏi chủ soái quân địch là ai dương cung nói họ thích tên quảng bá một kẻ vô danh trương thận khẽ nhướng đuôi lông mày hạng người vô danh chỉ huy ba quân dương cung chậm rãi nói vô danh không có nghĩa là vô tài trái lại người này cực kỳ lợi hại hắn phái quân đuổi lưu dân lại để cao thủ trà trộn ở trong lưu dân mê hoặc thủ quân dễ dàng tiếp cận tường thành huyện hoàng lĩnh trong biên giới chính là bị đánh không kịp trở tay như thế chỉ kiên trì một ngày đã bị phá thành trương thận cười lạnh nói Tướng lĩnh thủ thành nhân từ nương tay, mặc kệ lưu dân tới gần, đáng giết. Thanh Châu Đô chỉ huy sứ Chu Mật thở dài nói, đã hy sinh vì nhiệm vụ. Lý Mộ Bạch nói, cũng chính là, tạm thời không biết vị chủ soái này là siêu phàm cảnh hay không. Dương Cung từng một tiếng. Trừ già la thụ Bồ Tát, hứa bình phong phụ trách kiềm chế giám chính, trong phản quân tạm thời chưa xuất hiện siêu phàm cảnh. Nhưng, khả năng thật lớn là cất giấu, chưa ra mặt thân là cao thủ nho gia tứ phẩm, đại nho văn danh vang khắp Trung Nguyên, dương cung ở phương diện tài hoa cùng tính cách, không tồn tại chỗ thiếu hụt cùng sở đoản rõ ràng. Tình huống ngạo mạn kinh địch sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Triều đình cũng không thiếu siêu phàm cao thủ. Hứa Tân Niên nói. Giờ khắc này, trong đầu các quan viên hiện lên trước tiên, không phải ti thiên giám tôn huyền cơ, mà là hứa thất an thanh danh như dầu sôi kia. Điểm thứ ba là viện binh. Hứa tân niên sắc mặt ngưng trọng, ý tứ của bản quan là viện binh của hai bên. Phật môn cùng nghịch đảng Vân Châu đã cấu kết, như vậy quân đội các quốc gia Tây Vực sớm hay muộn phải xâm lấn biên quan. Một khi triều đình bị ép lâm vào tác chiến hai tuyến, Thanh Châu có khả năng đạt được viện binh, quân nhu sẽ giảm bớt rất nhiều. Trái lại phản quân Vân Châu thì như hổ thêm cánh. Cái này cũng quan hệ đến vấn đề điểm thứ hai chiến lực. Không khí phòng nghị sự nghiêm túc, mọi người âm thầm nhíu mày, trong ánh mắt tiềm tàng sầu lo phản quân vân châu thế tới rào rạc trung nguyên các nơi lưu dân thành họa thanh châu muốn ngăn trở phản quân vốn là gian nan bây giờ lại phải đối mặt các nước tây vực xâm nhập triều đình dưới hai tuyến tác chiến khẳng định không thể bận tâm thanh châu bởi vì sự cường đại của phật môn mọi người đều biết thậm chí sẽ xuất hiện tình huống thanh châu còn đang thủ vững khổ chiến quân đội tây vực đánh tới kinh thành nếu có thể khiến quân đội các nước tây vực không dám xâm chiếm biên cảnh thì tốt rồi thanh châu tri phủ cảm khái người si nói mộng chu chỉ huy sứ thân là võ tướng cười nhạo trong lòng ngụy công nếu còn sống có lẽ có thể khiến phật môn kiên kỵ không dám tùy tiện mở chiến sự đại phụng hôm nay ai có thể khiến phật môn kiên kỵ cho dù là dám chính phật môn cũng không sợ vì quái vật lớn hùng bá tây vực này không thiếu cao thủ đứng đầu nhưng soái tài thế gian hiếm thấy như ngụy uyên cửu châu có thể đếm được trên đầu ngón tay đây là cục diện chết lý mộ bạch giỏi đánh cờ chậm rãi lắc đầu chúng ta không có khả năng kiềm chế phật môn phật môn đưa quân đông tiến là việc tất nhiên dương cung chậm rãi phun ra một hơi bởi vậy chúng ta phải làm đó là đánh bạc tính mạng cũng phải tận khả năng liều hết tinh nhuệ của phản quân việc sau đó giao cho chư công đi xử lý đi đúng là bất đắc dĩ ngụy công vừa chết nghịch đảng vân châu liền đưa quân tạo phản tây vực phật môn bắt nạt trung nguyên ta không người xé bỏ minh ước phản chiến nhằm vào chúng ta lại không làm gì được thanh châu tri phủ vô cùng đau đớn hứa tân niên im lặng tây vực phật môn cường thịnh binh nhiều tướng mạnh hơn nữa có la hán bồ tát tọa trấn a lan đà quái vật lớn cỡ này tuyệt đối không phải âm mưu quỷ kế có thể kiềm chế lúc này hắn đột nhiên thấy góc phòng nghị sự có thêm hai người một người mặc áo trắng diện mạo khí chất chiều cao bình thường không có gì lạ một kẻ khác mồm thiên lôi ngũ quan xấu xí như khỉ hai mắt xanh thẳm trong suốt như có thể nhìn thấu lòng người công sư huynh ngươi sao lại ở đây hứa tân niên chấn động hắn là nhận ra vị nhị đệ tử giám chính này hắn đến đây lúc nào đám người dương cung ngạc nhiên đều liếc mắt quay đầu nhìn lại viên hộ pháp nhìn quét mọi người một cái sau đó nói lòng của bọn họ nói cho ta biết đây là ai hắn sao lại ở đây tôn huyền cơ đệ tử của giám chính không một ai bình thường sao viên hộ pháp nói xong cả kinh vội vàng phủi sạch quan hệ chỉ vào hứa tân niên nói câu nói cuối cùng kia là hắn nói hứa tân niên tôn huyền cơ đệ tử của giám chính các quan viên đánh giá tôn huyền cơ kinh ngạc hơn nửa nghi hoặc cũng không phải mọi người đều biết tôn sư huynh khiêm tốn thu mình đang ngồi trừ hứa tân niên cùng với ba vị đại nho thư viện vân lộc một đám quan viên căn bản không biết tôn huyền cơ nhân vật này bởi vậy viên hộ pháp giải thích liền tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng người này vì sao biết được suy nghĩ trong lòng ta hứa tân niên dùng sức ho khang một tiếng vừa đứng dậy hướng tôn huyền cơ đi đến vừa nói vị này là ti thiên giám nhị sư huynh nhị đệ tử của giám chính tôn huyền cơ vậy mà là đệ tử giám chính chưa từ xa tiếp đón các quan viên gật đầu chào hỏi hứa tân niên bổ sung nói tam phẩm thuật sĩ rầm rầm tiếng ghế bị trượt chỉnh tề nhất trí quan văn lấy dương cung cầm đầu võ tướng lấy chu mật cầm đầu hốt hoảng đứng dậy công sư huynh ngưỡng mộ đại danh đã lâu công sư huynh đến thanh châu ta nên sớm đánh tiếng bảo chúng ta bày tiệc lớn chứ lúc ta ở thanh châu đã từng nghe tôn sư huynh chính là nhân kiệt đương đại của ti thiên giám sớm ngưỡng mộ đã lâu chưa thể gặp một lần hôm nay như nguyện chết cũng không tiếc trong phòng nghị sự không khí nháy mắt thân thiện hẳn lên trên mặt các quan viên võ tướng tràn ra nụ cười nhiệt tình dương cung đè tay xuống nội sảnh lâm vào yên tĩnh tử dương cư sĩ vuốt râu mỉm cười nói tôn huynh là viện trợ thanh châu mà đến tuy tôn huyền cơ là tam phẩm thuật sĩ nhưng tuổi so với dương cung nhỏ hơn nhiều thân là người đọc sách nho gia có tiết tháo hắn thật sự không thể mở miệng hô lên tôn sư huynh tôn huyền cơ gật đầu thấy thế sắc mặt vui mừng trên mặt các quan trong phòng càng đậm vừa rồi còn đang kỳ kèo vấn đề chiến lực bởi phật môn cường đại phát sầu trong nháy mắt bên ta cũng đến đây một vị thuật sĩ siêu phàm cảnh quan viên đang ngồi tuy không phải người tu hành đối với thuật sĩ lại vô cùng hiểu biết thuật sĩ tinh thông luyện khí cùng trận pháp ở trên chiến trường bùng nỗ lực sát thương quy mô lớn, tuyệt đối không phải võ phu thô bỉ có thể so sánh. Dương Cung lập tức sai người đưa đến ghế ngồi, để Tôn Huyền cơ ngồi ở bên cạnh mình, về phần viên hộ pháp, rất biết điều đứng ở bên cạnh Tôn Sư Huynh. Mọi người một lần nữa vào ngồi, Dương Cung hỏi. Giám chính bên kia như thế nào? Tôn Huyền cơ liếc viên hộ pháp một cái, người sau ngầm hiểu, đôi mắt trong suốt xanh thẳm đánh giá một lát, quan thoại đại phụng sức sẹo nói. Lão sư sẽ chế trụ già la thụ Bồ Tát cùng đại sư Huynh, các ngươi chỉ cần bảo vệ được Thanh Châu là được. Mọi người liền không hỏi nhiều nữa, chiến đấu cấp bậc đó không phải bọn họ có khả năng chen chân, biết giám chính có thể bám trụ siêu phàm cao thủ trong phản quân là được. Tôn huyền cơ này không khỏi cũng quá cao ngạo rồi. Ngược lại là thái độ của tôn huyền cơ, đưa tới các cao tầng Thanh Châu oán thầm. Trương thận lại cao mày. Giám chính có thể bám trụ già la thụ Bồ Tát, lại không bám được bồ tát cùng la hán còn lại của a lan đà chờ đại quân tây vực tới thế cục đáng lo các quan văn võ tướng khuôn mặt u sầu đầy mặt kéo theo nụ cười trên khuôn mặt cũng thu liễm bọn họ thật ra không sợ đánh trận sợ là không nhìn thấy hy vọng hoặc là đã nhìn thấy kết cục bại trận tôn huyền cơ vừa nghe nhất thời nhìn về phía viên hộ pháp người sau cũng đang nhìn hắn sau khi bắt giữ được tiếng lòng hắn nói không cần để ý tới phật môn bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc cho dù phái binh tấn công đại phụng số lượng cũng sẽ không nhiều lại càng sẽ không xuất động cường giả siêu phàm cảnh dương cung ngạc nhiên nhìn tới trương thận và lý mộ bạch cũng nhíu mày lời này là có ý tứ gì các quan lớn bên cạnh bàn nhìn nhau trong lúc nhất thời thế mà không cách nào lý giải ý tứ viên hộ pháp qua vài giây thanh châu tri phủ thử nói các hạ mới vừa nói không cần để ý tới Phật môn. Viên hộ pháp gật đầu. Đô chỉ huy sứ chu mật bổ sung nói. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Viên hộ pháp lại gật đầu. Trong phòng nghị sự yêu tĩnh, tạm thời không ai nói chuyện, khuôn mặt các quan viên lộ ra vẻ mặt cổ quái hơn nửa phức tạp, là loại sốt ruột không dằn nổi muốn truy hỏi kia, lại sợ hãi mình quá mức vội vàng sao động, mang đáp án kia dọa chạy. Thanh Châu Tri Phủ kìm lòng không được đè thấp giọng, thanh âm hơi run run hỏi. Lời này giải thích thế nào? Trương Thận đột nhiên nói. Với lại, bên cạnh Tôn Huynh vì sao sẽ có yêu tộc? Viên hộ pháp lại nghiêng đầu liếc Tôn Huyền cơ một cái, bắt giữ được tiếng lòng hắn, nói. Ta mới từ Nam Cương trở về, cùng hứa thất an liên thủ phá giải phong ấn của Đại địch Phật Môn, Nam Yêu sẽ nhân cơ hội đưa quân tấn công thập vạn Đại Sơn, đoạt lại quốc thổ phật môn nếu là phái đại quân đông chinh đúng lòng nam yêu kẻ dưới này mới từ nam cương trở về cùng hứa ngân la liên thủ phá giải phong ấn đại địch của phật môn nam yêu sắp phục quốc đoạt lại đất cũ phật môn ốc còn không mang nổi mình ốc trong phòng các quan bị tin vui từ trên trời giáng xuống này đập cho mơ màng vẻ mặt dại ra sau một lúc lâu chưa phục hồi tinh thần lại thì ra là thế dương cung bừng tỉnh đại ngộ than thở nói ta nói hứa ninh yến sao chưa tới thanh châu trấn thủ thì ra hắn sớm đã có mưu tính vụn trộn chuồn đến nam cương đốt hậu hoa viên phật môn liên hợp vạn yêu quốc kiềm chế phật môn hay hay trương thận khẽ lắc đầu ninh yến không hổ là đại gia binh pháp am hiểu mưu lược thật sự khiến người ta khâm phục như thế liền giải quyết nguy cơ lớn nhất của đại phụng lý mộ bạch cảm khái nói ngụy uyên có người nối nghiệp lúc này cao tần thanh châu mới hoàn toàn nhấm nháp ra võ tướng phấn chấn vỗ bàn trên mặt quan văn tràng đầy nụ cười mọi người không hiểu sao có loại cảm giác bả vai chợt nhẹ hy vọng lại có đại ca trong bất tri bất giác lại làm một việc lớn hứa tân niên vội hỏi đại ca của ta có bị thương không hắn vì sao không theo ngươi cùng nhau tiến đến viên hộ pháp thay thế tôn huyền cơ nói hắn còn ở nam cương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến thanh châu hứa ngân la cam đoan nam yêu khởi sự thuận lợi các quan viên gật đầu. Viên hộ pháp nói xong, nói: "Các ngươi vì sao chỉ nhắc tới hứa thất an, không đề cập tới?" Hắn bỗng nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên, không thể hít thở, ôm cổ, một bộ dáng sắp hít thở không thông mà chết. Bạch viên hộ pháp hướng tới Tôn Huyền Cơ dùng sức lắc đầu, tỏ vẻ mình sẽ không nói lung tung. Phù phù. Hắn lúc này mới khôi phục hít thở, há mồm thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng mọi người không xem hiểu một màn này, nhưng biết điều chưa hỏi. Dương Cung cười nói. Mang việc này báo cho các tướng sĩ, nâng cao sĩ khí. Ta là nghe nói, các tướng sĩ tiền tuyến đều đang chờ đợi Ninh Yến tỏa trấn Thanh Châu. Truyền thuyết hứa thất an ở Ngọc Dương Quang một người một đao, giết lui 20 vạn đại quân vu thần giáo, cũng lấy đầu tướng địch, xâm nhập lòng người, nhất là binh lính xa trường chém giết, đối với hắn tôn thờ như thần linh các tướng sĩ Thanh Châu cũng khát vọng hứa Ngân La có thể đến Thanh Châu, một người một đao, giết lui vẹn vẹn 6 vạn phản quân. Đúng, nhanh đi. Thanh Châu Tri phủ cười nói, chính huyện biên giới bị phản quân chiếm lĩnh, đã kích sĩ khí tướng sĩ bên ta rất mạnh, vừa lúc mang việc này tuyên dương ra ngoài, phấn chấn lòng quân, củng cố lòng dân. Ở lúc chiến sự bất lợi, tầm quan trọng của xây dựng tư tưởng không thể bỏ qua. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.